Em mới làm gì? Mới làm về hả? Nè, lương tháng này nè. Ô anh ăn cơm chưa, đem đi nấu luôn. Chưa. Thôi vô nấu cơm đi. Ê khoan. Cái gì vậy? Sao tiền tháng này ít hơn tháng rồi là sao? Tại tháng này không có tăng ca nhiều, với lại mà hàng này cũng ít nữa. Sao tháng nào cũng đều đều vậy, tháng này ít hơn mấy triệu. Em có biết đâu. Hay thì... là giấu xài. Anh nói gì là sao, không giấu gì ở đây? Không giấu. Tháng nào cũng 6-7 triệu, tháng này có 4 triệu mấy à. Nãy em nói rồi là tháng này không có tăng ca nhiều. Không có tăng ca hay là giấu tiền, rồi đi chơi bài, rồi bây giờ hụt tiền. Chứ dù em làm nhiều quá thì em đưa cho anh hết nhiều, chứ em có dám giấu ngàn nào đâu mà anh nói vậy. Có chắc là không giấu không? Để tôi lại công ty tôi hỏi nha, tháng này bao nhiêu tiền nha. Thì anh đi anh hỏi đi. Nếu mà em có giấu em muốn làm gì em được chứ á. Em nói rồi không có giấu. Em vô nấu cơm đó. Thôi vô đi. Tháng nào cũng 6-7 triệu, tháng này 4 triệu rồi. Làm gì thơm vậy? À em đang nấu nước thuốc đây. Tháng này không biết sao mà cái bụng em đau quá trời. Cái mấy chị làm chung á, chỉ là nấu cây chim nữ hoàng cung nè. Rồi rồi mắc gì mà không đi khám đi, rồi uống bậy bạ trời. Có tiền bạc đâu không lấy đi khám bệnh. Làm như đưa cho anh thống hết trơn này, có giữ ngàn nào đâu. Tao bảo tao nói. Cái cốt mày cốt gì tao nói hoài không bao giờ nghe. Làm nhiêu tiền cũng phải để phòng thân chứ, đưa hết cho chồng mày, mày biết rồi chồng mày nó ăn chơi ở ngoài rồi hả, bồ và tùm lum tùm la ở ngoài mày biết không hả, nó đem nó nuôi hết trơn rồi. Không giữ phòng thân còn hai mẹ con mày nữa. Thì nào giờ em làm tiền em đưa cho anh hết trơn chứ em có giữ ngàn nào đâu. Em nghĩ mình giữ tiền không tốt rồi kia đầu biết sao không, tại vì em giữ tiền á, nhiều khi tính em thì hậu đậu rồi lỡ mà nó gớt mắt rồi mất công. Bây giờ nói nghe nè, không có thằng đàn ông nào mà giữ tiền mà khéo bằng con phụ nữ hết trơn á. Đừng có suy nghĩ như vậy. Nó có tiền nó ra đường, bắt đầu nó ăn chơi, bắt đầu là nó phung phí. Còn mình còn nghĩ vô cho cái chuyện gia đình. Người ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, là mình là những người xây tổ ấm đó. Mà đi lấy tiền, đi làm nhiêu cái đưa cho nó hết. Ít nhất những tháng mày làm 3 triệu đi, mày cũng phải giữ cho mày 1 triệu rưỡi. Rồi mày đưa lại cho nó một nửa thôi. Thấy em giữ không có tốt thì em đưa cho ảnh thôi, chứ ảnh mà chơi bời nhậu nhẹt gì đâu. Trời ơi, chắc nó chơi bời nó để cho mày biết. Nó đồng ý tao, nó thiệt đồng ý là nó không nhậu nhẹt đó. Nhưng mà nó có bồ ở ngoài đó sao mày biết. Rồi nó đem tiền nó cho mấy con nhỏ đó. Mình phụ nữ mình phải biết tự phòng thân. Không có đứa nào mà đẹp hoài hết trơn á. Dù có tới cũng tới một ngày mày tàn phai nhan sắc, rồi nó cũng phải đi theo con khác chứ, nó không bao giờ mà nó liếng tiếc mày. Chứ bây giờ em có đẹp đâu. Thì đó, đã không đẹp rồi mà không có tiền nữa là coi như vô giá trị trong mắt đàn ông, mày hiểu không? Đàn ông đó, nó vậy đó, chứ bây giờ thì có tự mình cũng bao nhiêu lâu nay là ảnh giữ không à, em có giữ đâu, thì bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ mới phải dùng lên. Thôi dùng cái gì chị ơi, nói mày cái kiến là thôi, tôi nói cũng như không, tới chuyện đầu gối liệu ơi. Nói chị em nói vậy rồi tới đó rồi mà còn mà cãi nữa. Tao thương mày tao mới nói thôi, mày thấy không, mày thấy ông bảy không, tao giữ tiền hết. Ông nhắm không giữ được không? Ý là thằng chồng tao nó khéo léo cỡ nào đó mà tao còn không tin. Được rồi, đi khám đi. Cảm ơn chị nhiều nha, chị dạy thì em nghe. Thôi tạm thời trước mắt vậy đi chứ. Nghỉ rồi. Hả? Nghỉ rồi. Nghỉ anh đi học rồi. Lát nó về qua bển kêu nó ra bển, muốn dĩa cà ri uống chén cà ri về anh. Ừ là trời, đàn bạn gái gì mà không bao giờ biết tự bảo vệ mình. Anh ơi, gì không mấy giờ anh chở em ra mà cái lại khám mà, chứ em thấy nó đau bụng quá trời. Bị gì nữa mà khám? Không biết sao nó cái bụng dưới nó quặn mà đau suốt luôn. Đau bụng là cái chuyện bình thường thôi, ăn không tiêu đau bụng chứ có gì đâu mà đi khám cho tốn tiền tốn bạc. Không để lát nó hết cái gì đi khám chi tốn tiền vậy, tốn xăng nó xe cộ chạy ngoài để biết bao nhiêu tiền chạy về. Đau bụng chút xíu à, làm như nặng lắm vậy đó. Hở cái đi bác sĩ. Bộ tiền dư lắm hay gì. Vô nằm xíu nó hết rồi. Còn thôi đi vòng đi cho nó xuống. Em nấu cơm ở chồng rồi đó. Cái gì nghe em dọn cho. Dọn đi.
Ủa bị gì vậy? Hả? Bị gì mày đe ôm cái bụng vậy? Sao mà tự nhiên cái em đau bụng quá trời? Rồi thuốc thang gì chưa? Em nấu nồi thuốc, em bẻ mấy cây chim nữ hoàng cung á. Ừ, em nấu thuốc em uống rồi. Ê coi không hết đi khám đi nghe. Để mất công lắm đó. Rồi anh chồng ở đâu rồi? Anh không hả? Ừ. Anh nói anh qua nhà cũng không tính làm gì bệnh á. Trời đất anh đụng ai, bởi vì tao nói ha. Đàn bà con gái mà tối ngày hú trong nhà là không biết trò chống gì chứ. Chắc có quá à. Tao mới gặp nó bên nhà Tú Trinh á. Chị tình bày chồng em rồi bảnh làm gì? Thì chị nói vậy thôi, em tự tự suy nghĩ đi. Em biết Tú Trinh ở trong đây làm gì mà. Chắc ảnh rồi bảnh làm chuyện gì vậy? Thôi Liễu ơi Liễu, em đừng có giả bộ giả tịch gì nữa trơn á ha. Chị biết là em biết mà, tại vì em không dám nói đúng không? Bệnh hoạn thì không bao giờ đi khám mà thằng chồng gì đó. Còn bây giờ em cảm thấy em không tin nữa thì giờ em đi theo chị, em đi qua chị dẫn cho đi qua bên trển được không? Sao hay là muốn cho qua chuyện này? Thôi mệt quá, đi theo tao đi, khỏi suy nghĩ cái gì chứ. Đi đi nhanh đi nhanh. Em đi từ từ thôi. Đó em nè. Cảm ơn anh. Trời ơi. Đó, chồng mày sao dữ vậy? Tú Trinh đó. Trời ơi, nhỏ là con Tú Trinh. Nay chồng mày không bao luôn á. Mày nói không bao giờ tin tao. Để là phụ nữ ra khổ rồi. Ok, mẹ em lo cho em luôn. Mày chịu được. Bây giờ mày coi kìa, nguyên một cái chầu đó là biết con gì. Vô nè, vô nè. Chồng đại nước rồi, vô nha. Ừ, mày cản tao đi, tao lên tôi quýnh nó, tụi tôi tức quá mày ơi. Ăn đi anh. Không. Ừ, ở đây ngon quá, này đàn bên quán em ngon. Không. Thôi để em gấp cho anh. Vô đi. Vô đàn. Không. Vô đi cái gì mà kêu quậy vậy? Anh ơi. Vô anh. Vô anh. Vô đi. Tới công chuyện rồi, đúng rồi. Bên phải quay mày ơi. Ngon quá, này đàn. Hay gì anh. Chơi đi anh. Ăn nhanh. Không. Tới đây làm gì? Vợ nó hả? Ừ. Ai vậy anh? Nói là đi tới nhà thằng Tính. Không có nhà đi. Là nhà vậy làm Tính gì giờ qua đây rồi hả? Gặp mặt là khóc lóc. Bởi vì cái nhà nghèo hoài là gì đó, không ngóc đầu lên nổi. Ủa mày biết nhà mày nghèo. Rồi hai bà nó lại làm gì? Mày biết nhà mày nghèo mà mày ăn chơi tát tát kiểu này. Tôi ăn chơi gì? Tôi mày bồ bịch ở đây. Tôi lại tôi lai gai với mấy bạn tôi thôi. Mày lai gai. Còn con vợ mẹ nhà mày coi kìa, con vợ mày sao? Hả, nó đau bụng. Chị mày không chở đi bệnh viện. Mày bàn công việc thôi chứ ăn chơi vậy. Con vốt vô đầu mày đâu, mày nói gì bạn. Đi với miệng mày lại đi. Ba mày ba đau bụng thì từ từ nó hết. Đi ra mua thuốc uống chứ có gì đâu mà phải đi bác sĩ. Không có gì phải khóc đâu bé. Mày có biết nó bệnh gì không mà mày kêu mày đi bác sĩ đi. Mua thuốc, mua tầm bậy tầm bạ uống vô rồi sao? Con nhỏ bệnh làm gì quần. Thì chỉ có đau bụng thôi chứ bệnh gì là bệnh bị gì. Mày nín đi mày. Đau bụng đi. Là bệnh gì, bệnh nặng lắm hay sao? Nó đau bụng là tại hồi xưa nó đẻ cho mày đó. Ai mà không đẻ, ai mà không đau bụng, ai mà không bị đau bụng. Tôi cũng bị đau bụng nè, uống thuốc là hết. Em ngờ người anh lại vậy luôn anh Thống. Em biết cái trơn á. Rồi biết cái gì rồi mà lại đây khóc lóc hả? Em biết anh có bồ ở ngoài lâu lắm rồi nữa kìa. Tại vì em thương anh em mới không nói thôi. Em cắn răng chịu đựng thôi. Đi làm về đưa tiền cho anh hết. Có đời nào mà anh dẫn em đi ăn một bữa ăn ngon lành không? Có đời nào mà anh mua cho em mua đồ mới không? Có đời nào mà anh ngọt ngào với em không? Hả? Vợ nhà anh á thì anh chửi mắng đuổi xô. Cơm không quẹt. Ra đường á thì anh bo cho người ta 5-10 xị. Anh không tiếc. Mà ở nhà á xin anh có 100 ngàn à, anh chửi lên chửi xuống. Em biết anh bên ngoài anh sao hết trơn á. Mà tại vì em muốn anh thoải mái thôi. Chứ không phải là em không biết anh sao. Nhưng mà em ngờ anh tệ em vậy luôn á. Em đi làm em cũng mệt mỏi chứ. Em đau bụng em cũng đau lắm chứ. Nhưng mà em sung sướng gì đâu. Em để cho anh nó ăn mặc đẹp.
Em chưa bao giờ dám mua đồ mới nào cho em bằng hết trơn á. Có đời nào ấy, em đòi hỏi gì người ta không? Từ lúc lấy về á, có đời nào em hỏi anh ấy là mua cho em đôi bông nào đeo không? Chưa bao giờ á, mà anh dẫn em đi đây đó chơi. Ra đường á thì anh sợ á, quê với bạn bè anh. Em ở nhà em chưa đi ra đường nữa. Mà giờ á, anh làm vậy đó. Nếu mà anh cảm thấy á, mà em không phù hợp với anh nữa, thì anh có thể bỏ em mà đâu cần phải làm vậy đâu. Hay là em coi em á là công cụ tình dục cho anh mỗi đêm, hay là công cụ kiếm tiền cho anh, mà anh đối xử với em vậy. Người có nói đủ chưa? Khóc lóc cái gì về bản khóc. Chỗ ta đang vui vẻ, có gì về nhà mà nói chuyện. Nói giờ rồi. Nói như vậy mà vẫn còn nói được hay thiệt chứ. Thôi thôi, đây thôi. Rồi. Đây thôi. Về vợ đi chứ. Về đi ăn nhậu mà về cũng thiệt lắm. Về về. Bây giờ rồi. Anh cứ vui vẻ bên ngoài đi. Anh muốn làm gì anh làm đi. Từ nay em không nói với anh nữa đâu. Em thề luôn, em không có dám mớ nói anh nào đâu. Coi như á, mình đến đây thôi. Đuổi theo vợ đi. Léo, đi theo nó đi. Léo, nhỏ nói tới que hả? Mà còn còn chơi chơi ra. Ờ, để tao coi cho đi chơi nha. Đó, rồi tụi bay làm sao mà cho có đặng đó nha. Tụi bay ngồi đó đi ha. Nó chơi đàn ông tụi bay á. Không về mét vợ tôi nha. Đi về má ơi. Nếu đứng lại nghe anh nói chuyện đi. Còn bây giờ cho anh xin lỗi nha. Anh biết cái sai của mình rồi. Lỗi phải gì nữa anh? Anh biết xin lỗi em nữa hả? Lần này đi nha. Anh không còn tái phạm lần sau nữa đâu. Không phải em không bỏ qua cho anh, nhưng mà em đâu bỏ qua cho anh nhiều lần lắm rồi. Anh biết anh có lỗi gì mà bị... Anh biết là anh không đúng. Anh đi chơi với bạn bè với anh không đúng. Bây giờ anh sẽ cố gắng về anh lo cho em, cho con nha. Cho gia đình này. Xin lỗi anh nha anh Thống. Em có thể tha thứ cho những ai ngoài kia lừa gạt em, tha thứ cho những ai ngoài kia sống tệ bạc với em, nhưng mà em không thể tha thứ cho một người đầu ấp tay gối hàng đêm ngủ với em mà còn lừa gạt em vậy. Em không chấp nhận được nữa. Em sống đủ rồi, nhiều đủ rồi. Coi như á, em mắc nợ anh kiếp trước, bây giờ kiếp này em trả đủ rồi. Mình đến đây thôi. Đem về, em làm giấy, rồi bắt đầu mình ly dị. Rồi em dị. Em.